Theo cáo trạng, từ năm 2015 đến tháng 8 năm 2019, Cảnh được giao nhiệm vụ làm phó giám đốc văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, rồi đến giám đốc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Ngọc Hồi. Trong thời gian này, đối tượng lợi dụng chức vụ quyền hạn, lợi dụng việc được giao nhiệm vụ, trực tiếp quản lý sử dụng phôi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đã không thực hiện việc đăng ký đất đai hồ sơ địa chính theo đúng trình tự thủ tục quy định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Vì mục đích tư lợi cá nhân, đối tượng đã tự ý cập nhật thông tin của người thân quen, thông tin về thửa đất vào phôi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, rồi giả chữ ký của các lãnh đạo ủy ban dân, lãnh đạo văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Ngọc Hồi để làm giả 16 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ngoài ra đối tượng còn dùng thủ đoạn gian dối trong việc bán đất để chiếm đoạt của một nạn nhân số tiền 120 triệu đồng. Kết thúc phiên tòa, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Huỳnh Văn Cảnh 13 năm 6 tháng tù giam về tội giả mạo trong công tác và 3 năm tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.